Âm thanh 7, Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em nha mấy anh em. Hôm nay kênh mình lên sóng ít đồ bán cho mấy anh em đây. Trước tiên thì mình để đến một cái code BA DBX nha mấy anh em, DBX BA DBX. Cái này là hàng xịn của Mỹ nha mấy anh em ơi. Nói chung là mình bao cái này là hàng xịn của Mỹ nha. Hàng này là mình mua từ nước ngoài về chứ không phải hàng thanh lý Việt Nam nha mấy anh em. Đây nè, còn rất đẹp. Cái tăng phô là xịn sò nè. Đó. Nhìn anh em nhìn linh kiện là biết xịn của Mỹ nha. Cái này mình bao xịn của Mỹ. Rất đẹp anh em. Nè. Rồi. Mấy anh em nè. Rất đẹp. Cho nên mình nói với mấy anh em á, mình nói thật với mấy anh em á, mình bán đồ á thì á, mình những cái đồ như lo. Lâu lâu mình có ăn cặp thanh lý mà ai quen lắm mình mới thanh lý mấy anh em. Ai đem lại mà quen lắm mình mới bán, mình mới thanh lý. Chứ còn thật sự đa số á, là mình chỉ bán đồ hàng bãi về thôi, mình không có bán đồ thanh lý nha mấy anh em. Cho nên á, lo á, thì nó mình nói thật với mấy anh em á, nó còn ở trước mắt mình. Thật ra cháy cuôn thay cuôn, hư nhện thay nhện, hư màng thay màng ha. Còn mình nói thật với mấy anh em á, cái có số là mình không dám thu lại nha. Vàng nhạc thu lại là mình không dám thu. Tại vì thật sự ra cái có số á, thì mấy anh em cũng biết đó, nó hư nó cũng rất là khó sửa. Cái thứ nhất, thứ hai nữa thì mấy ông dàn nhạc đem lại bán á, cho mình là bán lại cho mình á, hầu như là đồ bệnh mấy anh em, đồ bệnh, nhưng mà bệnh nhiều khi bệnh nó ngặt nghèo, bệnh khó sửa không à. Cho nên thật sự ra đồ thanh lý dàn nhạc mình không dám thu, có số quan số là mình rất là sợ, mình không dám thu mấy anh em nha. Mình chỉ bán đồ bãi về thôi, cho nên giá thì nó hơi cao hơn đồ mới mấy anh em, nó giá thì nó cao hơn cái đồ mà thanh lý dàn nhạc. Cho nên ở đời nó khổ lắm mấy anh em. Mình bán mới có hai cái lo cặp lo thái thanh lý dàn nhạc thôi. Bán rẻ thì anh em nói đồ thanh lý không tốt, không im. Mà bán đồ bãi về á thì mấy anh em chê mắt. Nói chung ở đời cũng không biết làm sao vừa lòng người mấy anh em ha. Mình nói thật. Thôi bây giờ cái nào mình thấy an toàn thì mình bán mấy anh em. Còn ai muốn rẻ thì họ mua rẻ, quyền của họ ha. Còn cái nào mình bán mắt mà chất lượng thì thôi mình cũng gán nha mấy anh em ha. Cái này mình bán cái này là gót số, hàng còn đẹp, Kinsman ha, mình bán 4,5 triệu mấy anh em nha. Mình bao lỗi lầm, mình bao cho mấy anh em lỗi lầm ha. Bao test bao lỗi lầm, anh em lỗi cứ gửi lại cho mình ha. Mình bán đồ là mình bao lỗi lầm, cho test 2-3 bữa lỗi đem lại cho mình ha. Mình bán mình bao lỗi chứ không phải bán mà đứt đuôi. Còn mấy anh em mua rẻ của những anh em dàn nhạc thì mua rồi không bao giờ lỗi được. Mình cửa hàng thì mình không bán, dám bán hàng đó mấy anh em nha. Hàng thanh lý dàn nhạc thì mình không dám bán, mình nói thật. Những có số gian số là mình rất là sợ ha. Nó bệnh nhiều cái ngặt nghèo mình không có thể can thiệp được mấy anh em. Cho nên mình chỉ lấy đồ bãi về đây. Số lượng gì nè. Đó. 10 cái 20 cái về đồ bãi về gì nè. Cho nên nó còn mới đẹp như nè. Nè, nó chưa qua Việt Nam sử dụng thì nó rất là an toàn. Giá đắt một chút mà chắc ăn ha mấy anh em ha. 4,5 triệu. Đây. Tới đây là mình có nè. Một cái BA nè, BA cộng nè mấy anh em. Cũng còn rất là đẹp luôn. Cũng còn mới 90% anh em. Nè. Tay nó chưa bắt ốc nữa anh em không? Là đồ nó chỉ để trưng bày hoạt động kho, tay nó chưa bắt ốc chưa xài luôn anh em. Cũng rất mới nha, có vận chuyển về thì nó hơi xước xước xét xét nhẹ nhẹ thôi. Ha, mình bao hàng mới đẹp, bao hàng bãi về ha. Còn rất là đẹp, còn mới hầu như là 90% nữa anh em. Đồ còn rất là đẹp nha. Cái này là BA cộng nha mấy anh em. BA cộng cái này là mình bán 6 triệu mấy anh em. 6 triệu một cái BA cộng này. BA chân thì 4,5 triệu. Mà tới đây mình có một cái 2 BA 2 mấy anh em. BA 2 thì cái này còn tuyệt vời nữa. Đó, BA 2 thì cái này cũng còn rất đẹp luôn mấy anh em. Rất mới luôn. Mới hầu như là BA 2 nè mấy anh em. Còn rất mới luôn. BA 2 ha. BA 2. Cái này mình cũng còn mấy cái, nhưng mà mình chỉ quay ở đây một cái cho mấy anh em coi thôi. Còn bọc con về mình ship về nước ngoài về nha. Còn mới, coi như là cực kỳ mới mấy anh em. Cực kỳ mới ha. B có là nè, BA2 ha. Xé bọc cho anh em coi. Còn niêm màn hình luôn mấy anh em. Còn niêm màn hình luôn. Còn mới với lắm mới. Đây, BA2 quá mới mấy anh em ơi. Để mình lấy xé bọc nè. Nào anh em thấy không? Đó, nó chỉ bụi bặm thôi. Chưa bắt vô dắt mau vô xài luôn nè, chưa bắt cho thùng máy xài luôn mấy anh em thấy không? Còn rất đẹp luôn mấy anh em. Còn mới 90% ha, có tem dưới đây. Đó. Có tem đây BA2 nè.
nha, còn mới hàng bên nước ngoài ship về đàng hoàng, còn rất đẹp luôn mấy anh em. BA2 ha, hàng mình bao xịn mấy anh em nha, mình bao xịn BA2, mình bao xịn. Cái này á, nó sử dụng như cái iPad thì mấy anh em, nó có cổng lan như nè ha, và nó có luôn cái đường USB luôn để cho mình xài cho máy tính được luôn ha, chỉnh cho máy tính được luôn mấy anh em. Cái này BA2 ha, cái màu đen, cái này mình bán 6,5 triệu nha, mới như nhau mấy anh em, mới coi như là mới 90%+ nha. Đây này mình cũng còn mấy cái BA chân nữa nè, BA chân mình cũng còn rất là nhiều nha mấy anh em ha. Mấy anh em mua liên hệ với mình, BA chân mình còn rất nhiều, mình bao zin bao xịn luôn nha, bao hàng bên nước ngoài ship về, không phải hàng thanh lý dàn nhạc nha. Còn mấy anh em muốn mua rẻ thì thanh lý dàn nhạc, nhưng mà rẻ thì sẽ có bệnh ha. Cái đó mình nói một cách chân thành nha. Còn mình nó sẽ cái gì chứ gót BA là mình không dám bán đồ thanh lý nha, mình rất là sợ. Còn mấy anh em dàn nhạc để mà đổi mình cũng không dám đổi nha, cái đó mình nói trước. Rồi tới đây nè, mình có một cặp JBL 30 mấy anh em, từ 1.9 cool 76 zero loa JBL nha. Đó là loa JBL hàng Trung Quốc bản nha mấy anh em. Cái này nó lai đời nhau, lai cái đít nè mấy anh em, lai cái đít ha, cool 76 luôn, từ 1.9 cool 76 ha. Một cặp còn rất đẹp nè, nó lai cái từ xíu thôi nhưng màn động rồi nó giống nhau. Lo cũng chưa gắn ốc vô xài mấy anh em, chưa gắn ống vô xài, chưa qua sử dụng, lai cái đít từ xíu nha, màn đồ giống nhau ha, nói chung gần này giống nhau hết nè, lai đít từ ha, lai ha. Lo còn hình như là hai chiếc này còn mới luôn, nói chung mấy anh em về gấp full quýnh tiếng giống nhau mấy anh em, giống nhau hết. Đây nè, từ 1.9 cool 76 ha, lo lai từ, lo lai. Rồi một cặp này mình bán cho 2,3 triệu luôn mấy anh em, 2,3 triệu. Nói chung là JBL mà cặp này không lai là phải 2,6 triệu, 2,6 triệu nha mấy anh em, lai bán 2,3 triệu. Nói chung là không ảnh hưởng gì tới chất âm hết trơn mấy anh em ơi, nói chung mấy anh em biết lo bãi đó, không phải lai nhau chút xíu cho nó ít cái giống nhau ha. Rồi thế là mình có một cặp mạch tin bô nè mấy anh em, cặp này 30 mạch tin bô tơ mấy anh em ơi. Cái này là tháo trong cái thùng mạch tin bô tơ đó, nếu màng không nè, sợi thủy tinh chiếu luôn nè đó, rất đẹp nè, mình mặc tin bô tơ nè, anh em thấy không, cái màn nó nâu nè, nó sợi thủy tinh chiếu luôn mấy anh em nè, hai cái này giống nhau nè, màn nó nâu nè, màn nó màu vàng đó mấy anh em. Cool 76 từ 1.9 mặc tin bô tơ đây nè, hai chiếc này giống nhau hệt luôn nè, màn đóng số luôn mấy anh em nè, mặc tin bô tơ nè ha. Chiếc này là màn lo này thì mà nè mấy anh em thấy không, giống nhau từ cái số màn luôn, coi giống số màn, giống nhau nhện, giống nhau màn luôn. Đây đó, có số màn đầy đủ nè, mặt tin bô tơ mấy anh em nha. Nói chung nè, cái màn đó mà cái màn của nó nè mấy anh em nhìn nè, hay có lớp keo rồi mà lớp keo chống nước ha, mà rất đẹp luôn mấy anh em nhìn nè. Nó mặt tin này thì nhức găng nè, mặt tin bô tơ nha. Đây nói chung là màn đồ lỗ mũi đồ này giống nhau hết mấy anh em, cỡ nhau hết ha. Nói chung lo màn số lo này thì rất xịn sò rồi mấy anh em, mình thấy sợi tinh ha, đây nè sợi tinh nè, thấy không, màn nâu sợi tinh luôn, quá đẹp nè. Cặp này là từ 1.9 cool 76 mặt tin bô tơ, cặp này mình bán cho mấy anh em 2,6 triệu nè. Nói chung lo này xứng đáng đồng tiền mấy anh em, cặp này quá đẹp nè, mặt tin bô tơ. Tới đây nè, mình có một cặp 30 nữa nè, neo nha, neo chạy khung xương qua đưa mắt mà này, neo khối mấy anh em, nhìn cái từ neo đục ngầu nè, nhìn nè dữ dằn lắm anh em ha. Lo này cool 76 nè, nhện đen nè mấy anh em ha, nhện đen lo, mấy em nhìn thấy cái nhện của nó kìa, đó cái gâu nó làm rất đẹp không. Đây một chiếc nè đó, tới chiếc này nè, khung giống nhau, cool giống nhau, cái gì cũng giống nhau hết, nhưng mà nó khác nhau cái từ này nè mấy anh em, cái kiểu từ nè, hai chiếc này nó lai nhau chút đỉnh, cái từ này nè thấy không, nhưng mà tiếng thì này hết chê, này chạy khung xương qua đi mắt mà, tiếng thì thằng này khỏi bàn cãi mấy anh em ha. Đó cặp này lai nhau, nói chung mấy anh em mua gì làm mô to tiếng ca làm khuôn cũng được, cặp này lai nha mấy anh em ha, lai mình bán cặp này, lai mình bán 3,600,000 nè. Từ neo khối mấy anh em, nó khối đục nào mấy anh em thấy neo khối đục không, nhìn cái neo là mình nhìn lo xịn sò nè ha. Nói chung nó lai nó bán rẻ mấy anh em, chứ nó không lai thì lo nằm mất lắm, chứ không rẻ mấy anh em, nó lai nhau chút xíu nè. Anh em nhìn cái từ neo nó rất xịn sò nè, anh em thấy không,
cái tờ neo 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 biết biết neo xịn rồi nè đó, màu vàng ngà đó mấy anh em. Nói chung 3,6 triệu cặp đôi này quá rẻ nè ha, bán luôn, bán rẻ luôn. Like nha mấy anh em, nó like nha, mình nói trước like nhau xíu á. Rồi ở đây mình có một cặp sạc pin Vega nè, sạc pin Vega xịn của Mỹ nha mấy anh em, lo 30. Thì á mấy anh em nào biết á, cái dòng sạc pin á từ lo 30 đến 40 không có thằng nào cool lớn chứ á, cool 60 sáu mấy thôi ha, lo của Mỹ nè, từ nó khoảng 160-170 gì đó ha, cool thằng này cả 60 à, 60 sáu ngoài à, cả 60 mấy anh em. Cái cool không lớn nhưng mà lo là lo Mỹ nè, Mỹ nồi mấy anh em. Mấy cái lo này thì nói chung là sạc pin Vega thì rất hay rồi. Mấy anh em nào không biết cái này là lo này còn zin, rất zin mà đẹp luôn nè, màn zin của nó hết ha mấy anh em, thấy không, màn zin của nó hết luôn, sạc pin Vega nè ha, màn zin của nó hết luôn, lo rất đẹp luôn mấy anh em. Đây sạc pin Vega, nói chung lo này mấy anh em về làm lời karaoke hay là làm gì cũng hay, chân lo Mỹ nồi mà ha, lo mình bao zin hết mấy anh em, từ màn đến lỗ mũi bao zin hết, lo này còn rất đẹp, còn zin hết nè ha, lo này còn quá đẹp, quá zin luôn ha, lo này thì khó nói rồi. Sạc pin Vega ha, cặp này mình bán có 4 triệu nè ha, 30 sạc pin Vega mấy anh em nha. Tới đây mình có một cặp lo 50, nó lai chút xíu nè mấy anh em, cái này đích 6 lỗ nè ha, đích 8 lỗ. Thì mấy anh em nào mà biết chơi lo 50 là cái lo này thì tiếng súp con này khỏi bàn này ha, từ 22 khuôn 100 lo 50 nè, 50 BNC mấy anh em, BNC đích 8 lỗ nè nè. À, chiếc này màn có đóng số luôn mà màn nó rất là xịn mấy anh em. Đây nè, chiếc này cái màn của nó số nhỏ xíu, số BNC thì nó đóng không nhiều. Đây nè, à, đây lo còn zin đẹp hết mấy anh em, một chiếc này nè đó, một chiếc này nè còn rất đẹp ha, lo BNC đây, lỗ mũi nó mà nâu nè mấy anh em, thấy không, cái màn đó nè ha, màu vàng vàng nè, nó có cái đường này là cái đường keo nha mấy anh em, cái đường keo chứ không phải là màn nó bị chày nha, đường keo của nó, đường keo của nó nha mấy anh em nha, đường keo màn, không phải nó bị gách màn, chày màn mới đường keo nha, nhện đó nè, viền keo nó đầy đủ chân nè mấy anh em ha, nè màn còn nguyên đẹp hết chân nha mấy anh em, lỗ mũi còn zin đẹp hết chân nha. Nói chung là cái lần này là không phải lần chày màn nha, lần keo của nó nha, lần keo của nó mình có mà mình bán sao mình nói vậy chứ mình không nói thêm nó bớt cái đồ mình đâu, còn zin đẹp nói zin đẹp ha. Cái nào như mình nói lo mà Thái có làm cool mình nói làm cool nha, một chiếc này là mình bán chiếc này nè ha, lo nè rất là xịn sò mấy anh em, keo từ màu hồng nè ha, một chiếc này nè mình bán có 2,3 triệu luôn, 2,3 triệu một chiếc liên xi lỗ nè ha. Thế mình có chiếc thứ hai nè ha, cũng là rất là xịn sò, từ rất là dày luôn mấy anh em nè, từ rất là dày luôn, từ rất là dày, rất là đẹp luôn, cao nha, nhìn cổ quân cũng quân 100, nhìn cái keo là mình biết cái keo nó đẹp cực kỳ rồi, lúng lô bãi nè, có cái tay mở dịch trên từ nè ha. Đây hai chiếc này có thể anh em quýnh chung cũng được ha. Đây nè, cái chiếc này cũng rất đẹp, sâu màng rất là xịn sò nha mấy anh em ha, chiếc này mình bán cho 2,2 triệu nè, BNC luôn ha, mấy anh em nè, mấy anh em thấy không, cái đôi BNC cái màng của nó nè, nó có cái lớp keo luôn ha, cái này nó chạy nhịn đôi mấy anh em, mấy này chạy nhịn đôi mấy anh em nè, lô bãi là nhìn mấy chiếc này là nhìn hết ý nè, chiếc này 2,3 triệu, chiếc này 2,2 triệu, có thể mấy anh em quýnh cặp nhau được cái mấy anh em, tại chiếc này á, nó từ tính nó giống nhau nè, nhưng mà nó lai cái diện xíu thôi hà, chứ còn nó lai cái diện này là 3 cân cái 2 cân thôi chứ không có khác nhau gì hết mấy anh em nha. Rồi mình xin kết thúc video đây nha, mình xin cảm ơn mấy anh em đã xem kênh của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin tạm biệt.